Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergei Machenko cho biết việc đảm bảo hỗ trợ tài chính của Kiev đang trở nên khó khăn hơn khi các nước phương Tây chuyển trọng tâm sang các vấn đề trong nước và căng thẳng địa chính trị khác. Phát biểu bên lề cuộc họp của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới, ông Sergei Machenko nói, Kiev hiện phải nỗ lực gấp đôi để thuyết phục các đối tác hỗ trợ cho chúng tôi so với các cuộc họp thường niên trước. Tôi thấy rất nhiều sự mệt mỏi, tôi thấy rất nhiều điểm yếu giữa các đối tác, Họ muốn quên đi cuộc chiến nhưng cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn trên quy mô toàn diện, Bộ trưởng Ukraine nói. Trong số các yếu tố khiến phương Tây chuyển sự chú ý khỏi Ukraine, quan chức Ukraine nêu lên xung đột giữa nhóm Hamas, lực lượng kiểm soát Gaza và lực lượng phòng vệ Israel. Nhiều người lo ngại xung đột này có thể lan rộng khắp Trung Đông, làm gián đoạn toàn bộ nền kinh tế toàn cầu vì khu vực này là nhà cung cấp năng lượng, đồng thời là trung tâm vận chuyển quan trọng của thế giới. Ông Machenko cũng chỉ ra cuộc bầu cử năm tới ở Mỹ và châu Âu là một yếu tố xảo nhãn khác. Ông nhấn mạnh rằng, sự thay đổi địa chính trị và bối cảnh chính trị nội bộ ở các quốc gia khác nhau đang khiến chính phủ các nước đồng minh ít tập trung hơn vào việc hỗ trợ Ukraine. Ukraine cần sự hỗ trợ tài chính của phương Tây để đáp ứng phần lớn yêu cầu chi tiêu ngân sách 43 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024. Đầu tuần này, ông Machenko cho biết Ukraine nhận được khoản viện trợ trị giá 1,2 tỷ đô la Mỹ từ Washington nâng mức hỗ trợ của Mỹ dành cho Kiev trong năm nay lên 10,9 tỷ đô la Mỹ. EU đã hứa viện trợ 18 tỷ euro, tương đương 18,9 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong năm nay và Brussels hiện đang nghiên cứu một gói hỗ trợ trị giá 50 tỷ euro khác được phân bổ từ năm 2024 đến năm 2027.